lo cái quê kính chúc tất cả mọi người một buổi trưa vui vẻ, an lành và hạnh phúc mọi người ha. Bữa nay mình muốn chia sẻ cho mọi người là cách lột dừa khô tại nhà đơn giản nhất, và cách biết và cách gọt dừa tươi cho mọi người nha mọi người. Để phân biệt trái dừa khô và trái dừa tươi thì các bạn thấy không, cái này các bạn thấy không, nó tươi gói không bạn ha, thấy cái vỏ ngoài tươi gói luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ mình lắc nha bạn, mình lắc nghe tiếng nó ọc ạch cho các bạn là nó đã khô rồi nha các bạn. Đây các bạn, hai trái chung một bù nha các bạn. Đây phải các bạn, thấy hai trái các bạn, hai trái các bạn đâu bị phân biệt khô hay là tươi đâu ha. Nhưng mà cái này là khô nha các bạn, còn cái này là tươi nha các bạn. Đây các bạn, các bạn đưa lên lỗ tai các bạn lắc, các bạn nghe nước ọc ạch là khô các bạn. Còn bạn đưa lên lỗ tai lắc các bạn nghe không, nghe nước ọc ạch là tươi nha các bạn. Bây giờ cái trái này là trái dừa tươi nha các bạn. Đó, trên tay phải mình là trái dừa khô, với là trái dừa tươi nha bạn. Bây giờ để chứng minh cho các bạn coi ha, thì mình sẽ gọt cái dừa này trước. Cái gọt dừa các bạn, để gọt cái dừa cho nó đơn giản là mình phải chặt bỏ phần đầu nha các bạn. Cái phần đầu nó rất là cứng nha các bạn, nó sẽ dễ bị hư dao các bạn. Đây các bạn, các bạn dùng dao ha, các bạn chặt bỏ phần đầu đi các bạn. Đó các bạn, cái phần đầu các bạn chặt bỏ nha các bạn. Và bây giờ bắt đầu mình gọt các bạn ơi. Đó các bạn, các bạn ha, các bạn thấy không các bạn, sau khi mình chặt bỏ không cái phần đầu cái mình dạ gọt đơn giản nhẹ nhàng các bạn ha. Gọt cái vỏ này các bạn, để nhất là cho phân biệt, người ta phân biệt được vừa ngon vừa dở á, với cái hai để mình làm cho cái trái nó bự. Hôm nay mình chỉ gọt cái đầu ở trên thôi nha các bạn, chỉ gọt cái đầu này thôi nha các bạn. Giờ bây giờ mình sẽ chắc cái đuôi các bạn ơi. Đây các bạn, bây giờ các bạn, mình sẽ có một trái dừa tươi rất là ngon rồi ha. Bây giờ cứ chờ chặt cái đầu này ra mình uống nước liền nha các bạn. Đó các bạn, nhìn nó sạch sẽ đơn giản các bạn ha. Giờ mình sẽ để qua bên. Giờ bây giờ cái trái này chắc ăn là dừa khô các bạn, mình lắc nó nghe ọc ạch các bạn. Giờ mình cũng chặt cái màu đó các bạn ơi. Các bạn thấy không bạn, chặt nó hơi khó khăn hơn ha, nó khô mà. Đó các bạn, sau khi mình chặt bỏ phần cứng này bỏ ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lột luôn các bạn ơi. Các bạn cho mình một đường dao từ trên xuống dưới nha các bạn. Nè các bạn, để cho mình lột dễ ha. Các bạn nên sử dụng cái mũi dao nó hình vuông nha các bạn, đừng có lấy dao hình bầu như vậy mình lột vừa không được nha các bạn. Các bạn không nên lấy dao bầu nha các bạn, lột khó lắm. Bây giờ lấy dao hình vuông bà nè các bạn. Bây giờ các bạn chấm như vậy các bạn, các bạn lật qua nè các bạn, thấy các bạn cũng thấy các bạn. Đó các bạn, các bạn thấy không, quá đơn giản lại là các bạn ha. Đó các bạn, cứ y vậy là mình làm sạch hết cái dừa nha các bạn. Bây giờ mình nắm mình lột các bạn. Nè các bạn, đơn giản lẹ là hả các bạn. Đó các bạn, cái dừa khô các bạn ha, các bạn rất lẹ các bạn ha. Rồi bây giờ cũng vậy, lắc chú các bạn, trái này cũng nghe ọc ạch các bạn, mình lắc nghe thử, nếu mà nó khô thì mình lột mình bán dừa khô cho người ta, còn nó tươi mình lột bán dừa nước cho các bạn. Đó các bạn, mình chặt cái màu y vậy nha các bạn, chặt cái màu y vậy nè các bạn. Rồi giờ cũng vậy các bạn nè ha. Đó các bạn, tách nhẹ nhàng đơn giản nó ra ha các bạn ha. Đó các bạn, vì các bạn thấy sao, nhiều khi ở vườn á người ta có cái cây mũi nhọn các bạn, người ta cầm cái vườn nó lột nó lẹ hơn mình, nhưng mà cái cách này mình chỉ các bạn là cũng lẹ lắm các bạn.
hai trái các bạn ha. Mình lắc trái nào các bạn, lắc trái nào nó nghe ọc ạch mình phải lột khô cho bạn đó các bạn, trái này bị khô rồi bạn. Còn tôi mình lại mình bán nước các bạn ha. Kiểu này mới được cho các bạn, còn nếu mà nó còn ướt rồi ăn lột không được nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy mà nó khô mà nó lắc không nghèo mạch đó các bạn, là cái đó là vừa gám nha các bạn. Nè các bạn, cái vừa xanh không vậy các bạn, nó màu xanh đẹp các bạn ha, nhưng mà nó đã khô cho các bạn. Nè các bạn, dùng dao mình chặt cái phần đầu của cái vừa lên các bạn, chặt bỏ về nó lột rất là lẹ nha các bạn, không có phân biệt dừa màu nào các bạn. Các bạn thấy nó khô có sớ các bạn, các bạn mình lột được 4 trái các bạn ơi. Tiếp tục mình lắc các bạn. Lắc trái nào nghe ọc ạch là mình. Đây là cho trái này khô rồi các bạn. Các bạn thấy sao không? Khi nó khô á, cái vỏ ở trong nó sẽ màu đen nha các bạn. Nó cứng hơn các bạn. Người ta dùng dừa khô, người ta làm nước cốt dừa các bạn, để người ta nấu chè nó có gì béo ngon các bạn, hay là làm bánh đồ cho nó béo các bạn ha. Dừa khô thì nó có trái mình uống nước nó cũng ngọt nha các bạn, còn cái dừa mung mà nếu mà nó khô mình uống nước cái gì nó không có ngọt đâu nha các bạn. Cái giống dừa Mã Lai này các bạn, nó khô uống nước vẫn ngọt các bạn. Mình lắc và mình nghe nó ọc ạch trong chổng mình mới lột nha các bạn. Nè các bạn, nó khô queo các bạn. Trái
cái trái các bạn thấy tươi ghê các bạn ha, nhưng mà nó là giờ là vừa khô các bạn, nó là vừa khô luôn các bạn. Các bạn biết sao các bạn, các bạn mà lắc mà không nghèo bạn đó là người ta nói vừa chưa khô người ta không lấy các bạn, ta nói là vừa vừa đó vừa gám.
Rồi, tiếp tục lột ăn thôi. Mình lấy dao này, mình lấy dao này mình lột cho lại nha các bạn. Thank you.
máy là vừa con tôi nha các bạn. Các bạn không trả cho các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian qua xem vlog cái quê.